Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã online chưa? Tôi đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, ở khu cảng Nhà Rồng. Và ngày hôm nay thì Mitsubishi Việt Nam vừa mới ra mắt một mẫu xe bán tải, một mẫu xe đã từng là huyền thoại, Triton, chiếc xe bán tải rất tuyệt vời đã từng, nhưng cũng đã từng có thời gian nó hơi lắng một chút. Thì ngày hôm nay cái mẫu đứng ngay cạnh tôi đây, nó thực sự đem đến cho tôi cái cảm giác rất là ấn tượng, đặc biệt là cụm đầu xe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đường nét thiết kế mới của nó. Cái xe này nó mang ngôn ngữ Dynamic Shield, nó đã khác hoàn toàn so với phiên bản trước rồi. Nó thừa hưởng cực kỳ nhiều nét thiết kế của Pajero Sport và Expander, nhưng nó còn cứng cáp hơn, nó còn khỏe mạnh hơn. Các bạn hãy nhìn nó có cứng hơn thật không? Rất cứng là nó khác. Hãy nhìn cái râu này, cái hình chữ X này này, chrome to đùng này, to, dày bản. Và những cái đường vát, cái mặt cắt của cái xe này này, nó rất là lớn. Nó làm cho cái xe, đặc biệt là phần đầu xe, vạm vỡ. Nó vạm vỡ hơn tất cả những chiếc xe bán tải hiện đang bán tại Việt Nam, kể cả Ford Ranger lẫn Nissan Navara luôn. Thực sự là cái đầu xe này phải nói rằng nó quá đẹp so với một chiếc xe bán tải đang bán tại Việt Nam. Khách quan mà nói luôn nhá. Hãy nhìn này, đặc biệt là cái chỗ cụm vát này. Đây này, cái hộc bánh xe này, nó vuông vắn này, chuẩn chỉ luôn. Tiếp theo là những cái đường chạy ngang, cái lưới tản nhiệt này, nó cũng làm rất là to bản. Ở trong thì có những cái hình lục giác nhỏ nhỏ thôi, hình tổ ong đấy. Nhưng mà cái điểm nổi bật nó vẫn là cái đường mạ màu nhôm, nhôm mờ nhá, chứ không phải là nhôm bóng. Nhìn nó khỏe khoắn, thực sự là cái đầu xe này các bạn nhìn có thể yêu thương ngay được, yêu luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi chúng ta nhìn đến sang những cụm đèn đi. Cái cụm đèn gần đây ý, thì Mitsubishi họ làm rất nhiều sản phẩm đưa cái đèn pha xuống dưới, và trên là đèn nhỏ, là đèn định vị ban ngày. Nhưng không, chiếc xe Triton mới này, cái đèn pha nó vẫn là pha bi LED ở đây, bi LED. Đó, hãy nhìn, nó projector ở đây. Đèn định vị ban ngày rất sáng luôn, rất sáng luôn. Còn cái ở dưới này, nếu như những chiếc xe khác như Expander chẳng hạn, nó là đèn pha ở đây, thì cái đèn đây nó vẫn là đèn cốt thôi. Đó, thì thực sự là cái ánh mắt của cái xe này ấy, nó cũng hút hồn đấy, nó rất là ghê gớm, nó rất là ghê gớm, cái mắt híp. Cái đầu xe phải nói là quá ư là tuyệt vời. Đây là phiên bản 2.4 máy dầu. Cái máy dầu này là cái máy dầu đã được cải tiến nhá. Nó là cái máy dầu duy nhất ở Việt Nam có hệ thống van biến thiên MiVec. Nhà nó sẽ hứa hẹn là mượt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và lốc máy nó làm bằng nhôm, giảm đến 30 cân. 30 cân để mà nói một chiếc ô tô ấy thì nó sẽ không nhiều, nhưng 30 cân ở động cơ và ở phần đầu xe ấy, giúp cho xe cân đối hơn ấy, thì nó là một con số rất rất đáng kể. Cái hộp số đi kèm với cái động cơ này là hộp số 6 cấp, nó cũng là hộp số mới. Nếu như mà các bạn nhớ ấy, thì chiếc Pajero Sport máy dầu ấy được trang bị hộp số 8 cấp. Vậy tại sao cái này lại không 8 cấp mà lại là 6 cấp? Thì tôi nghĩ có thể là cái xe bán tải này này, nó sẽ ưu tiên cái khả năng mạnh mẽ, cái khả năng chồm, gấu, đi hỗn hơn là cái khả năng đi mượt mà kiểu 8 cấp. Thì rất có thể cái ngôn ngữ đi xe của cái xe này nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ phải trải nghiệm sau. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút đã. Đấy, đấy là những cái phần trang bị. Mức giá cho hai phiên bản lần lượt như sau. Bản 2 cầu thì đâu đó rơi vào khoảng 818.500.000, gần 820 triệu. Và phiên bản 1 cầu là 730 triệu, gần 730 triệu thôi, nhưng chúng ta cứ tạm làm tròn. Bây giờ thì chúng ta đi sang phần thân xe đi, tôi sẽ cho các bạn biết nó đẹp như thế nào. Đây, cái phần này là cái phần tôi thích nhất này. Nó cắt vát một cái đường rất là cơ bắp. Hộc bánh xe lớn nhá, bán tải mà. Và đĩa phanh cũng đã to hơn phiên bản trước. Cái bộ mâm này cũng chỉ là bộ mâm 18 inch thôi. Nói chung là khá tiêu chuẩn so với một chiếc xe bán tải đang có mặt tại Việt Nam. Còn cái mâm này thì nó hơi mau. Có người sẽ thích mau, có người sẽ thích nó rộng hơn một chút, thì tùy sở thích của mỗi người. Nhưng mà thế này là cũng nhìn cũng khá hài hòa, tương đối là hài hòa. Ở trên gương thì có cái ốp chrome này, xi nhan ở gương này. Tay nắm cũng mạ chrome và có nút bấm luôn nhá. Tôi sẽ đóng thử lại này. Thì đóng cửa rất chắc. Nếu mà nhìn ngang từ phần thân xe đi, các bạn sẽ thấy là nó vẫn hơi giữ lại một chút đường nét
J-Line đấy, cái đường chữ Z của phiên bản trước, đó chính là cái chỗ này. Để làm gì? Để lát nữa chúng ta ngồi các bạn sẽ thấy là nó sẽ rộng hơn, thoải mái hơn trên một chiếc xe bàn tay. Thì cái này là cái mà rất đáng nói và rất hay trên chiếc Mitsubishi Triton mới này. Ở phía sau thì các bạn sẽ có bộ mâm, vẫn là bộ mâm như vậy thôi, nhưng cái phanh nó là phanh tang trống chứ không phải là phanh đĩa. Thì cái này nó cũng là tình trạng chung thôi, chứ nó cũng không có cái gì quá khác biệt hoàn toàn cả. Các bạn có thể ý thấy là cái sơn ở gầm này, ở phần hộc này, nó là cái sơn sơn bảo vệ, và nó cũng làm giảm tiếng ồn và gia cố. Cái sơn mà các bạn có thể gần đây các bạn xem những cái video online ấy, người ta hay sơn vào, xong người ta thử sơn vào quả dưa hấu, xong người ta lấy búa người ta đập mà quả dưa hấu nó không vỡ, thì cái sơn này nó là quả cái sơn như thế. Rồi chúng ta hãy lại đây để chúng ta nhìn cái phần đuôi xe. Cái phần đuôi xe thì cá nhân tôi đánh giá cũng tương đối ấn tượng. Nó vẫn giữ được cái ngôn ngữ của những cái đuôi xe mà Mitsubishi làm ra gần đây, đó chính là cái cụm đèn LED. Có đèn LED nhá, bán tải nó phải có đèn LED nó mới đẹp, nó mới đỡ kiểu bình dân. Thì đây, nó cũng kiểu vuông ở trên, xong nó kéo dài xuống, rất giống với chiếc Pajero Sport luôn. Rất giống luôn. Đó, hãy nhìn. Thêm một ít chrome ở đây này, cũng bóng bẩy hơn này. Tuy nhiên, ở phần đuôi xe tôi thấy chưa hài lòng, ngay kể cả cụm đầu xe. Đó chính là, các bạn có đoán ra được không? Thứ nhất là nó không có cảm biến lùi. Đây là phiên bản đắt tiền nhất, 820 triệu, không có cảm biến lùi, không có camera lùi. Cái đáng lẽ ra một chiếc bán tải, đặc biệt là ở Việt Nam, rất nhiều người đi phố thì nên có. Thậm chí là Cam 360, ở phiên bản cao cấp nhất của chiếc xe này, có cả phiên bản Cam 360, có rất nhiều thứ mà chiếc xe này thiếu. Thì có khả năng là Mitsubishi Việt Nam đã giữ để sau buổi ra mắt này họ sẽ công bố. Có thể đây là cái chiến lược của họ, rất có thể. Rồi, đây là cốp xe này, được giữ bằng một cái thanh cáp, một cái dây cáp ở đây. Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào khoang nội thất đi, để xem trong nội thất có gì đặc biệt. Rồi, đây là khoang nội thất của chiếc xe này. Cho mình xin phép mình một phút được không? Mình làm live stream một phút. Ok. Đây là khoang nội thất của chiếc Triton này. Các bạn có thể nhìn thấy cửa đóng rất chắc. Nhưng khoan, hãy nói về những cái mà chúng ta quan tâm, kiểu nó đẹp nó như nào, mà chúng ta hãy nói về những gì người tiêu dùng đang bàn tán hiện nay. Đó chính là nó thiếu đi cái tính năng cảnh báo làn đường, phanh khẩn cấp, Cam 360, và chỉ có hai túi khí thôi. Thì thực ra nhá, nó là một cái gì đó khá là tiêu chuẩn ở trong phân khúc. Ví dụ như chiếc Navara bản cao cấp nhất thì nó cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Nhưng thực sự là cá nhân tôi và người tiêu dùng vẫn kỳ vọng vào những cái nó gọi là đầy đủ, là option. Tôi thì tôi muốn có một bản cao nhất, rất có thể là nó sẽ mang về sớm. Đó chính là giữ làn đường, phanh khẩn cấp, Cam 360, Cruise Control, Adaptive Cruise Control, Cam 360, màn hình này nọ đầy đủ, phun thì hoàn hảo. Mặc dù có thể bản đấy nó sẽ không bán được nhiều, nhưng mà nó sẽ là hoàn hảo. Tôi hy vọng là trong thời gian sớm thì Mitsubishi sẽ mang cái bản đầy đủ về. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái khoang nội thất của bản Triton hiện đang có mặt tại Việt Nam. Hãy nhìn vào cái phần vô lăng này, tôi thích nhất cái vô lăng này này. Cái vô lăng này là cái vô lăng đẹp nhất của làng bán tải luôn. Chắc chắn luôn, tôi thích cái vô lăng này nhất. Nhìn nó vạm vỡ và rất nam tính. Cái da ở trên cái vô lăng này cầm cũng cực kỳ tốt nhá. Đây này, Cruise Control có rồi này. Tất cả những nút bấm ở đây thì cũng tương đối là ổn. Và cái lẫy chuyển số to như thế này thì không phải chiếc bán tải nào ở Việt Nam cũng có. Đấy, đấy là cái mà điều tôi thích nhất trên một chiếc xe được gọi là bán tải. Cái gì đó nó dành cho đàn ông, dành cho phái mạnh. Nó phải khỏe mạnh như thế này. Rồi, hãy nhìn vào cụm màn hình đi. À, cụm đồng hồ đi. Cụm đồng hồ thì có vẻ như là nó cũng nhìn nuột nà thôi. Chứ để mà nói là đẹp thì sẽ khó được nói là đẹp. Nhưng rất là chỉn chu. Và có cái cụm viền đỏ xung quanh này. Thực ra là nhìn nó cũng tương đối là bắt mắt đấy. Sáng sủa, bắt mắt. Chiếc xe này thì có auto ánh sáng này. Ánh sáng auto này. Rồi gạt mưa cũng auto này. Đó, khu vực này thì nó là như vậy. Rồi sang đến khu vực này đi. Nếu mà nhìn vào thị giác ấy, thì sẽ thấy nó cũng tương đối hài hòa cho một chiếc xe bán tải. Điều hòa hai vùng độc lập này. Rồi cái màn hình này.
cái màn hình này là được lắp ráp ở Việt Nam. Thực ra thì nó cũng không quá tệ đâu, nó cũng có một cái phản hồi cũng chấp nhận được. Nhưng mà tôi thì tôi không thích cái màn hình này cho lắm, bởi vì tôi thích cái màn hình mà nó đi kèm theo cái hệ thống cam 360 của chiếc xe này hơn. Tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, nó cũng trông cũng được thôi. Nhưng có điểm này mà chưa được này, các bạn hãy nhìn cái dãy nút ở đây, rất nhiều cái nút ở đây này, đen xì xì luôn, không có một chức năng nào. Thì cái này là tình trạng chung của những xe Nhật, có nghĩa là khi mà thiếu đi những cái tính năng thì nó sẽ chỉ là một cái nút màu đen và ấn vào nó không trả lại một cái hành động nào cả. Nhìn nó rất là thiếu, thực sự rất tủi thân. Thôi không sao, bỏ qua. Ở cái khu vực cần số này thì nó được ốp cái viền xung quanh bằng một cái mảng nhựa màu xám, ghi xám, và được phay xước theo cái hình ô quả chám, rất đẹp luôn. Thực sự phải nói là đẹp, thiết kế kiểu này là hài hòa và đẹp mắt. Rồi đi đến cái khu vực dưới, nó là cái hệ thống dẫn động 4 bánh của chiếc xe này. Đó, hệ thống gai cầu đấy, gai 4H này, 4HL và 4LC. Thì cái xe này như lúc nãy tôi đã nói đấy, ngoài động cơ hộp số thì nó còn được trang bị hệ thống 4 bánh rất hay, Super Select. Nó là một cái gì đấy nó rất là thông minh, nhưng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở một cái video sau. Các bạn chỉ cần biết rằng nó là một cái hệ thống dùng để đi off-road và thậm chí đi hai cầu ở tốc độ cao, rất rất thông minh như một chiếc xe Range Rover vậy. Cái này tôi sẽ chia sẻ sau nhá. Còn đây có một nút hỗ trợ khởi hành xuống dốc này, một nút đi off-road này, phanh tay chỉ cơm này, tựa để tay bằng da này. Nhân tiện nói đến cái tựa để tay bằng da thì các bạn có thể thấy cái ghế ngồi khá êm và ôm. Tôi thích cái kiểu ôm kiểu này. Và nhìn lên cái phần ở trên thì các bạn sẽ thấy rất giống da, rất giống thôi, nhưng mà thực ra nó là nhựa này. Nhưng mà nó đem đến cái cảm giác cao cấp. Nếu như các bạn xoay sang nhìn chiếc Colorado thì nhìn không thể yêu thương được, cái những cái chất liệu ở trong nó xấu lắm. Nó đem đến cái cảm giác rẻ tiền. Thì trên chiếc Triton này thực sự là nó đem đến cái cảm giác cao cấp. Gương cũng là gương chống chói điện nhá. Rồi cái cửa nó cũng được bọc da này. Đấy, rất hay ở cái chỗ là cái cửa nó cũng có một cái phần da, nó làm cho chiếc xe cũng cao cấp hơn một chút. Mặc dù cái phần ở phía trên, cái chỗ kính ấy, cái chỗ ở kính đấy thì nó vẫn là nhựa cứng thôi. Đó, vẫn là nhựa cứng thôi. Còn lại là được bọc da một chút thì cũng hòm hòm. Bây giờ tôi sẽ chỉnh cái ghế. Cái xe này ý, thì cái ghế lái thì là chỉnh điện này, tôi sẽ điều chỉnh điện. Còn ghế bên này thì là chỉnh cơ thôi. Đấy, nếu như mà phiên bản cao cấp nhất về trong tương lai gần ý, thì nó sẽ nhiều option hơn, nó sẽ nhiều thứ hơn, nhiều trang bị sẽ thích hơn. Rồi, bây giờ vị trí này là vị trí lái chuẩn xác của tôi. Cái xe bán tải ý, xe nào cũng thế, hàng ghế sau nó sẽ không thoải mái đâu. Để xem xe này nó có thế không. Rồi, hãy nhìn vào đây. Chúng ta có gì? Ai già, bình tĩnh nha, chưa chê ngay được đâu. Chúng ta có một cái vị trí ngồi ở sau. Thứ nhất là cái đệm êm, cái đệm rất êm nhá, cái đệm êm này. Và đầu gối của tôi nhá, các bạn hãy nhìn nhá, bình tĩnh nhìn nhá, đầu gối của tôi này gần 10 cm, thậm chí là 10 cm so với ghế đằng trước. Đầu của tôi nó rơi vào khoảng tầm 5 cm, hơn 5 cm. Nhưng ngồi nó cũng chưa phải là ngửa lắm đâu, chưa được ngả lắm đâu. Chung của bán tải nó là như vậy, nhưng tôi ngả ra một chút này. Bây giờ mà để cái gối vào đây là ngon đấy, để cái gối vào đây là rất ngon. Cái Z-Line, cái đường Z ý, như lúc nãy tôi chỉ cho các bạn ở ngoại thất ý, đấy, nó đem lại cái cảm giác như thế này này. Nó sẽ thoải mái hơn, rộng hơn và ngồi nó sẽ sướng hơn. Tôi chắc chắn rằng các bạn lên cái xe này ngồi, các bạn sẽ cảm nhận được như tôi. Đó là chính là ngồi đằng sau nó tương đối thoải mái, tựa để tay này. Nhưng lúc nãy ngồi đằng sau, từ nãy đến giờ ngồi đằng sau đã khen nhiều quá. Vậy có nhược điểm là gì? Hãy nhìn xuống đây. Duy nhất có mỗi hai cái cổng USB ở đây, mà không có cửa gió điều hòa, mà không có cửa gió điều hòa. Đây là một điều có lẽ là hơi sai lầm của Mitsubishi mà đã bị từ rất lâu rồi, từ chiếc Outlander. Người Việt Nam rất thích cửa gió điều hòa. Mà đúng, thích là đúng, bởi vì trong miền Nam hay là mùa hè ở miền Bắc nó nóng, không có cửa gió điều hòa là một cái điều gì đó rất rất thiếu sót, hơi phí đúng không ạ? Nếu như có cửa gió điều hòa ở đây thì tôi nghĩ là rất ổn. Hy vọng rằng ở trên phiên bản cao cấp nhất sẽ sớm mang về Việt Nam và nó sẽ có
thêm cửa gió điều hòa, thêm rất nhiều trang bị như là giữ làn đường này, rồi cảnh báo xe phía trước, vân vân, rất nhiều, nhiều lắm luôn, nhiều hơn cả một chiếc Wildtrak của Việt Nam bán tại Việt Nam luôn, cả 360 luôn. Thì mong rằng sẽ mang về sớm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lại một vòng quanh xe, đi lại một vòng quanh xe xem nó như thế nào. Nhưng mà thôi, để không mất thời gian của các bạn, bởi vì còn một cái trải nghiệm rất là hay, các bạn hãy đi theo tôi ngay bây giờ để tôi cho các bạn thấy là cái khả năng off-road của chiếc xe này nó như thế nào. Rồi, chúng ta đã tìm hiểu cái xe rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái hệ thống Super Select, hệ thống khóa vi sa trung tâm của con Triton này nó hoạt động như thế nào bằng cái sa hình ở đằng kia. Thực sự là rất tuyệt vời. Hãy theo tôi. Các bạn nhớ chia sẻ cái video này nhá, bởi vì tôi nghĩ rằng nó sẽ hấp dẫn cho những người mà yêu xe bán tải. Hãy đi cùng tôi. Đây, chúng ta sẽ đi đường này. Đây rồi. Rồi, tí thì vấp ngã luôn. Mọi người đi cẩn thận. Rồi đấy. Ok. Ở đây hơi ồn một chút. Đây, ở đây thì có một cái khu vực mà để chúng ta off-road. Các bạn sẽ off-road ở đây. Tôi sẽ đề nghị có một cái xe để tôi đi ra đi cùng. Và tôi sẽ cho các bạn thấy là cái khả năng off-road của cái xe này nó như thế nào. Đó. Bây giờ thì ok, hiện tại thì đang có người đi cho nên là không biết là chúng ta đã được đi ngay chưa. Cho mình đi nhá. Ok, hiện tại thì đang live stream có khoảng tầm 5.000 người xem cho nên là rất là vinh dự. Thì tôi có thể mời một anh instructor ngồi ra đằng sau được không ạ? Để lát nữa bạn quay phim sẽ ngồi bên này. Em phải ngồi bên cạnh. Ok, phải ngồi bên cạnh cũng được, không sao. Thế thì lát nữa bạn quay phim sẽ ngồi ra đằng sau. Đây, bây giờ tôi sẽ trải nghiệm chiếc Triton hoàn toàn mới của Mitsubishi. Rồi, các bạn hãy theo dõi nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đi như thế nào nhỉ? Vào số này, hiện tại vẫn để 2H, một cầu vẫn đi được đúng không? Mình nên chuyển sang 2 cầu. Mình nên chuyển sang 2 cầu nhanh, 4H. Rồi, tôi sẽ chuyển sang 4H nhá. Xin mời anh cả dây an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi off-road, các bạn hãy nhìn tôi. Đó. Xin phép đi được trước được không ạ? Ok. Lấy lái ra đây. Chính xác, cái khu này hơi hẹp một chút, nhưng mà phải nói là Mitsu quá hay khi mà chọn được cái khu vực này. Ngay cảng nhà rồng luôn, nơi bác đã ra đi tìm được cứu nước. Rồi, cái đoạn dốc này thì tôi nghĩ là đã quá quen thuộc với các bạn trong một cái event trải nghiệm của Mitsu từ lâu rồi. Thì giờ tôi sẽ lao lên. Con xe này khỏe lắm, 181 mã và moment xoắn là 430 Nm, cho nên chúng ta không cần lăn tăn gì, dốc hơn cũng vẫn ngon. Ok. Rồi, đi thẳng nhá, đi chậm thôi. Đi chậm lên nó mới sướng, chứ còn đi nhanh vù ấy qua ấy thì nó lại là quá dễ. Mình có dừng ở giữa dốc không? Rồi, dừng giữa dốc để... Rồi, tôi sẽ dừng ở giữa dốc này. Bây giờ bỏ phanh ra, xe vẫn sẽ dừng, bởi vì có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phải không anh? Chính xác. Cho nên sẽ không cần lăn tăn nhiều khi mà bạn đi ở giữa dốc. Bây giờ tôi sẽ nhả chân phanh ra và ga nhẹ nhẹ lên để đi từ từ lên. Đó, rất nhẹ nhàng luôn. Đấy, đi thẳng thôi, nhẹ nhàng thôi. Ui, đi cái đường này mấy lần rồi mà lần này vẫn sợ. Lần này là lên dốc cao hơn. Lần này là cao hơn lần trước đúng không? Trước là đi cái dốc lên. À, đúng rồi, chính xác, cao hơn. Bây giờ cứ đi thẳng nhẹ nhẹ xuống thôi đúng không? Bây giờ ấn cái nút hỗ trợ khởi hành xuống dốc. Nó đã hiện chưa? Rồi, đã hiện rồi. Bây giờ tôi đi chậm thôi. Rất chậm thôi. Rồi, bây giờ thậm chí là tôi sẽ không phải đạp chân phanh nữa, mà tôi sẽ bỏ phanh ra. Đó, tôi bỏ chân ra rồi đấy nhá. Rồi, chiếc xe nó sẽ tự ghi lại. Thực ra là cái tính năng này ý, bây giờ nhiều xe có quá rồi, nó cũng không phải quá đặc biệt đâu. Thế nhưng mà đây này, cái chỗ qua cái khu vực này này, nó sẽ là khu vực rất hay. Sẽ cho anh thử trước là đúng rồi. Hai cầu nhanh. Bây giờ nhá, tôi sẽ chưa chuyển sang hai cầu chậm và khóa vi sa trung tâm vội.
và tôi sẽ đi lên đây để cho các bạn biết là cái đường này nó khó đi như thế nào. Và cái xe này khi mà không gài vào cái chế độ khóa vi sa trung tâm ấy thì nó sẽ không qua được. Đây các bạn hãy nhìn, cả bánh trước và bánh sau nó đều bị trơn trượt, nó sẽ quay đều luôn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, cả hai bánh đều quay và nó không thể qua được vì khóa vi sa chưa khóa. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ vào hai cầu nhanh khóa vi sa trung tâm. Lúc này mô men xoắn nó sẽ truyền nhiều vào hai bánh bên kia, nó sẽ đẩy cái xe đi chứ nó sẽ không làm cho chúng ta bị trơn trượt nữa. Nào đi nào, qua luôn. Rồi, rồi dễ như ăn kẹo ấy. Đừng bảo tôi quá khen nhá, bởi vì các bạn hãy nhìn vào video này các bạn sẽ biết không phải xe nào cũng làm được điều đó. Rồi, bây giờ là đến cái đoạn rất hay này. Chúng ta sẽ đi vào nhà tối. Đi vào nhà tối này thì mình sẽ để chế độ gì anh? Sẽ là hai cầu nhanh rồi, không cần phải khóa visa trung tâm nữa. Rồi, đây là cái điều tuyệt vời nhất mà tôi chưa giờ từng được trải nghiệm ở trong một cái sự kiện lái thử xe ô tô. Xin mời các bạn hãy vào đây cùng tôi. Không biết là có nhìn rõ không ạ? Rồi, tôi sẽ đi nhá. Đây là một khu vực nhà mà đã được phun đầy nước để mô tả, mô phỏng cái đường ngập lụt, những cái cung đường rất khó. Và đây là một dãy lốp xe được vứt ở đây để mô tả là cái đoạn đường bùn, trơn trượt, gập ghềnh các thứ. Đó, các bạn sẽ thấy xe rất là lắc lư. Rồi, nhưng mà vẫn vượt qua rất là dễ dàng, không có gì là khó cả. Đoạn vào cầu anh chậm. Rồi, cái đoạn vào cầu thì tôi sẽ đi chậm một chút, bởi vì cái đoạn cầu này rất hay này, các bạn nhìn này, rất rất hay luôn. Nhẹ nhàng thôi, lên có cái gờ ở chậm trên, nữa, chậm nữa thôi. Ok, rồi à, bởi vì nó hơi bập bênh một chút cho nên là sóng gọn gàng thôi. Tiếp, tiếp, bao giờ tiếp xúc đã. Rồi, rất nhẹ nhàng, bây giờ nhẹ nhàng lên. Ngang vai anh. Ok, bây giờ mình sẽ lên này. Đoạn này hay này, các bạn để ý kỹ nhá. Ok, rồi. Lúc đầu hơi sợ cho nên là mình không dám đi nhanh. Lát nữa có thể lần nữa thì nó sẽ khác, nhưng mà thôi không sao. Đi nhanh quá. Ok, đi nhanh quá là nó sập đấy. Nó bị cái cảm giác bị gần đấy. Đi qua đoạn đấy phải đi hết sức, từ từ thôi. Đây là đoạn chúng ta đã vượt qua rồi. Và lên trên này thì sẽ mời anh quay phim lên đây. Sẽ mời anh quay phim lên cửa sau. Đi hẳn ra ngoài đi ông, đi vào. Ok, đi hẳn ra ngoài. Đi hẳn ra ngoài. Tôi sẽ đợi cho bạn quay phim lên đây. Sẽ mở cửa ra. Ok. Rồi, chúng ta đã lên xe. Các bạn thấy thế nào ạ? Đoạn off-road thế nghe được không? Cũng được ra phết đấy chứ nhỉ? Rồi, bây giờ mời mọi người lên xe chưa? Lên chưa? Lên chưa? Rồi, mời anh Nam cài dây an toàn vào. Bởi vì ra đến đoạn kia chúng ta sẽ đi vào cái đoạn nó hơi nhanh một chút. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường trường đúng không ạ? Đi rồi. Sẽ đi một cầu. Đây tôi đã vào 2H rồi. Rồi, bắt đầu. Đoạn này sẽ chỉnh ánh sáng cho nó tối tối lại một chút, bởi vì chúng ta ra ngoài. Đấy, các bạn có thể nhân tiện thì chiêm ngưỡng luôn cái nội thất của xe này xem nó có ngon không. Nhận xét ban đầu thì cái động cơ này tương đối là êm. Thần lắn vợ rộng ra để cho thẳng xe. Ok, rồi sẽ lấy cái. Mình đi nhanh hay đi chậm? Đi nhanh hết ga luôn. Ok, hết ga luôn, tăng tốc. Wow, ra gì đấy. Ok, tôi đang mở hết hai cửa sổ ra cho nên nó sẽ hơi gầm một chút. Đấy, đánh lái. Cái vô lăng này là vô lăng trợ lực dầu cho nên là nó hơi nặng. Nhưng mà nếu mà đi off-road ý, nếu mà đi off-road ý thì phải vô lăng này. Chứ đi off-road mà vô lăng điện ý thì cũng có cái hay, nhưng mà nó không chân thật được bằng vô lăng trợ lực dầu này. Đấy, thực ra nó cũng không phải là quá nặng đâu, nó vẫn mượt mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại rẽ vào đây để đi tiếp off-road ở trong cái khu vực này. Rồi trước khi off-road ở đây thì tôi sẽ dừng xe lại để cho anh Nam quay phim
sẽ dừng lại để cho các bạn nhìn thấy là cái bên ngoài nó như thế nào, nó gập ghềnh, nó khó khăn như thế nào. Tôi sẽ về hai cầu nhanh được không anh? Hai cầu nhanh. Ok, có khóa luôn. Ok, khóa vì sao trung tâm luôn. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu. Thực ra là đi tất cả những cái cung off-road này này không bao giờ đi nhanh. Ông nào mà khuyên lao vào nước đi nhanh để bắn nước chụp ảnh lên là những ông rất vớ vẩn. Ở nước ngoài người ta test xe đi vào nước ấy, người ta luôn luôn bò ra để tránh những cái nước lao, nước nó bắn vào khoang máy nó sẽ nhiều rủi ro. Cho nên là đi vào nước, đi vào đường off-road luôn luôn thực sự là chậm rãi. Nếu bạn không muốn là xe của bạn nằm ở lại, thế thôi. Rồi bây giờ nó sẽ là đường gập ghềnh hai bên, vặn xoắn đấy. Thứ nhất là thử độ vặn xoắn, thứ hai là thử cái hệ thống gài cầu. Đó các bạn sẽ thấy cái bánh xe nó bênh lên. Ok. Đó, các bạn thấy chưa? Bánh xe nó bênh lên nhưng mà nó vẫn đi qua, rất là ngon lành. Rồi. Lùi lại một chút, tôi sẽ lùi lại một chút. Rồi, nó hơi mất đà một chút ở chỗ đấy. Có thể chúng ta sẽ cài chậm đi. Chậm đi, cài về mà. Không, về. Chắc là ok, chậm thì về N đúng không? Đúng không? Đạp phanh. Rồi, đạp phanh. Đã N rồi. Rồi, bắt đầu đi. Qua ngay trong một nốt nhạc. Trong một nốt nhạc là qua ngay. Không có gì là khó khăn cả. Đúng là những chiếc xe mà có những cái chế độ điều chỉnh như vậy thì nó là off-road đỉnh cao luôn. Bây giờ tôi vẫn để hai cầu chậm đúng không anh? Vâng. Ok. Ồ nhưng cái đoạn này dốc cao đấy. Chúng ta đã từng thử rồi nhưng hôm nay có vẻ cao hơn và nghiêng hơn. Sang. Nếu như mà đi bình thường, những chiếc xe bình thường thì không thể đi được kiểu này đâu. Rồi thẳng đấy. Này nghiêng chưa? Ui. Ui vãi đổ rồi. Run nó phết đấy. Run phết luôn. Em ngồi đây này còn cao hơn, sợ hơn đây. Lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi lần lên đây là tim đập thình thịch vậy. Cứ tưởng tượng là xe nó đổ ngược sang bên kia. Sợ thật. Rồi, khoan bây giờ tôi sẽ về N trả lại hai cầu nhanh. Phải không ạ? Rồi. Ngon lành, chúng ta tiếp tục đi. Như vậy là có vẻ như là hoàn thành cái bài off-road tương đối là đơn giản với tất cả những cái chế độ lái, với hệ thống Super Select. Có thể nói là rất ngon. Nhưng cái hệ thống Super Select này nó còn hay ở chỗ nhá. Nếu như bạn để hai cầu nhanh, bạn đi trong nội thành ấy, bạn vẫn rất phóng rất nhanh mà nó sẽ tự động phân bổ cái lực kéo bánh trước nhiều hay bánh sau nhiều. Có nghĩa là nó rất thông minh. Nó thông minh như một chiếc Range Rover vậy. Nói thế thì hơi quá, nhưng mà cái hệ thống Super Select của Mitsubishi nó thực sự hay đấy. Tôi sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video siêu off-road gần đây. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã thấy là thực sự để mà nói về khả năng off-road ấy thì nói thì lại bảo là nâng bi cho Mitsu, nhưng phải thực sự cái khả năng off-road của Triton, nếu như các bạn để ý mười mấy năm về trước, nó là tuyệt vời. Tôi nhớ không nhầm là khoảng gần chục năm trước là câu lạc bộ Triton cực kỳ mạnh, và Triton đã làm một cái gì đó, nó là cái cuộc cách mạng bán tải, một cái thú chơi, tạo thành một cái thú chơi bán tải tại Việt Nam. Và nó cực kỳ bền bỉ. Hội Mitsubishi Triton cực đông và thường xuyên tổ chức những cái chuyến off-road gọi là điên cuồng nhất. Chưa ai có thể nghĩ được ra thì hội Triton đã từng đi. Và tôi đã từng tham gia những cái chuyến đó và phải nói là tuyệt vời luôn. Cái khả năng bền bỉ và cái khả năng off-road của chiếc Triton này là quá đáng để nói luôn, chứ không phải là gì. Rồi bây giờ chúng ta đã kết thúc cái phần off-road tại đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Rồi, hiện tại thì các bạn đã trải qua một cái video tương đối dài. Hôm nay tôi cũng thấy nó dài và rất là hồi hộp với những cung đường off-road. Thì các bạn đánh giá cái Triton này nó như thế nào? Nó có hợp lý không? Có góp ý gì cho hãng không để có một cái xe nó hợp lý hơn? Với tôi cũng vậy. Với tôi thì tôi muốn có một cái phiên bản nó full option, đầy đủ hơn. Thậm chí là nó nhiều option hơn cả chiếc Ranger Wildtrak. Thì các bạn hãy comment ở dưới và góp ý cho chúng tôi. Kể cả mức giá như vậy đã hợp lý chưa? Kể cả cách vận hành như vậy đã hợp lý chưa? Thì hãy comment. Và đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như là like fanpage, chia sẻ cái video này nếu như các bạn cảm thấy hữu ích. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, những phần livestream tiếp theo của Xe Hay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.